Hello, chào tất cả mọi người nhé. Thế hôm nay thì mình có dịp đi qua Diêm Điền. Diêm Điền là thị trấn huyện lỵ của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Được thành lập năm 1986, loại đô thị là loại 4, đã công nhận là năm 2018. Có diện tích là 12,82 km vuông, với dân số năm 2019 tổng cộng là 22.170 người, với mật độ là 1.729 người trên km vuông. Thị trấn có mã chính là 12826. Về địa lý thì trấn Diêm Điền nằm ở phía đông huyện Thái Thụy, có vị trí địa lý phía đông giáp xã Thụy Hải và Vịnh Bắc Bộ, phía tây giáp xã Thụy Liên, phía nam giáp xã Thái Nguyên và xã Thái Thượng, phía bắc giáp xã An Tân và xã Thụy Trình. Thị trấn cách thành phố Thái Bình 31 km, cách thành phố Hải Phòng 25 km, là vùng đất lấn biển với rất nhiều các món đặc sản như gỏi nhện, gỏi sứa thuộc khu dự trữ sinh quyển Châu Thổ Sông Hồng. Đây là địa phương có dự án đường cao tốc Ninh Bình Hải Phòng đi qua. Về lịch sử, phần lớn địa bàn thị trấn Diêm Điền hiện nay trước đây là hai xã Thụy Lương và Thụy Hà thuộc huyện Thái Thụy. Diêm Điền vốn là một thôn thuộc xã Thụy Hà, ngoài Diêm Điền còn có các thôn Mai Diêm, Ngoại Trình, Nghĩa Chỉ, huyện Thụy Anh, sau này sáp nhập với huyện Thái Ninh thành Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trong những năm 60, 70 và 80, người Diêm Điền chủ yếu làm các nghề vận tải đường sông, đánh bắt cá, các nghề thủ công mỹ nghệ, may mặc, thêu gen, dệt chiếu và thảm, nông nghiệp và buôn bán. Ngày 25 tháng 6 năm 1986, Hội đồng Bộ trưởng ban hành quyết định số 75/HĐ-BT thành lập thị trấn Diêm Điền trên cơ sở 40,81 hecta diện tích tự nhiên và 3.373 người của xã Thụy Lương, 107,61 hecta diện tích tự nhiên và 6.049 người của xã Thụy Hà, 29,31 hecta diện tích tự nhiên và 892 người của xã Thụy Hải, đồng thời tách 276,67 hecta diện tích tự nhiên và 1.909 người của xã Thụy Lương để sáp nhập vào xã Thụy Hà. Sau khi thành lập, thị trấn Diêm Điền có diện tích 177,73 hecta với 10.314 người. Xã Thụy Hà có diện tích 627 hecta và 3.946 người. Xã Thụy Lương có diện tích 347 hecta và 3.919 người. Ngày 13 tháng 4 năm 2018, Bộ Xây dựng ban hành nghị quyết số 487/QĐ-BXD công nhận thị trấn Diêm Điền mở rộng gồm thị trấn Diêm Điền và 9 xã Thụy Trình, Thụy Lương, Thụy Hà, Thụy Hải, Thụy Liên, Thái Thượng, Thái Nguyên, Thái An, Thái Hòa là đô thị loại 4. Đến năm 2019, thị trấn Diêm Điền có diện tích 2,20 km vuông với dân số 11.163 người, với mật độ dân số đạt 5.074 người trên km vuông. Xã Thụy Hà có diện tích 7,09 km vuông với dân số 6.080 người, với mật độ đạt 858 người trên km vuông. Xã Thụy Lương có diện tích 3,53 km vuông với dân số 4.927 người, với mật độ đạt 1.396 người trên km vuông. Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh Thái Bình. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2020, theo đó sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Thụy Lương và Thụy Hà và thị trấn Diêm Điền. Sau khi sáp nhập, thị trấn Diêm Điền có diện tích 12,82 km vuông với dân số 22.170 người. Về hành chính, thị trấn Diêm Điền được chia thành 17 tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bao Trình, Hổ Đội 1, Hổ Đội 2, Hổ Đội 3, Hổ Đội 4, Mai Diêm, Nghĩa Chỉ, Ngoại Trình.